Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh và sách toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang có mặt tại triển lãm Gia Bình, Bắc Linh. Kính thưa quý vị sẽ nhìn toàn cảnh triển lãm Gia Bình, Bắc Linh một lần nữa. Và hôm nay là ngày bế mạc triển lãm Gia Bình, Bắc Linh quý vị nhé. Trước khi lễ bế mạc diễn ra, Bà Sa Đức Huy quay cho quý vị một cái thước phim toàn cảnh cái sân triển lãm Gia Bình, Bắc Linh cho quý vị yêu cây được chiêm ngưỡng lại một lần nữa những tác phẩm quý ở nơi đây. Một cái dịp để kỷ niệm cho 30 tháng 4 1 tháng 5 thì các địa phương trên khắp mọi miền đất nước yêu cây cảnh đều tổ chức những cái chương trình triển lãm giao lưu cây cảnh. Vì ở Gia Bình này cũng vậy. Hội yêu cây cảnh thị trấn Gia Bình tổ chức triển lãm, một cuộc triển lãm quy mô vừa. Nhưng trong đó có rất nhiều những cái tác phẩm cây cảnh rất nghệ thuật của rất nhiều nhà vườn trong và ngoài tỉnh mang đến triển lãm Gia Bình. Chào anh Đàm nhá. Chào anh. Quý vị nhìn thấy sân triển lãm chỉ có mấy ngày thôi mà những cái tác phẩm này ra lộc rất là xanh tốt, chứng tỏ những cái cây bonsai mini này ban tổ chức triển lãm Gia Bình chăm chút rất là kỹ lưỡng. Quý vị đến gần với một tác phẩm cây trực này, một cây trực quý này. Hôm trước là cắt lá lộ răm hết mà hôm nay đã đâm lộc hết rồi. Chào các chú với các anh nhá. Chào các chú. Chú ơi, cháu chào chú. Chú ơi, cháu chào chú. Anh. Chào các anh. Chào người đẹp nhá. Chào anh nhá. Một tác phẩm trực rất quý này quý vị. Đây là một cái tác phẩm trực vô cùng quý, hàng cốt trọng thần pháp, quý vị nhìn thấy này, đồ chất chát. Nhìn đồ này thì ai ai cũng thích. Cái sai cây chỉ cao khoảng từ mặt chậu lên 80 phân thôi. Một cây tam đa cốt lục lạc, một trong những cái tác phẩm mà em nói thế là nhiều thằng nó cứu em ghét em, gây ấn tượng tại triển lãm Gia Bình. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng cái tổng thể một lần nữa toàn bộ những cái tác phẩm ở nơi đây. Cây bonsai nhỏ xinh
và rất nghệ thuật. Chào anh Đức nhá. Xin chào. Xin chào anh. Anh ơi, mấy ngày vừa rồi ngắm cây có đã không anh? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Trên cả sự tuyệt vời. Vâng. Được tập hợp hết tất cả các cây đẹp về để mình được chiêm ngưỡng một thể. Đúng rồi. Quá tuyệt vời đúng không? Không có điều gì tuyệt vời hơn. Anh Lộc Phú Quý này quý vị này, những tác phẩm của anh Lộc Phú Quý. Anh Chính, em chào anh Chính. Cô chủ ơi, chào anh. Anh ra giữ bế mạc đi. À, xin lỗi quý vị, đây là anh Tuấn, quên để nhầm anh Chính. Hai cháu là cứ hay lẫn. Anh Chính và anh Tuấn là đồng ban tổ chức. Anh Tuấn ra đằng trước này một chút nhỉ. Qua xã Huy trò chuyện một chút. Huy là cũng nhờ YouTube Đức Huy sẽ gửi truyền đạt đến tất cả những người yêu cây trên toàn quốc. Tôi đại diện cho ban tổ chức triển lãm này của Gia Bình, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả anh em đã nhiệt huyết mang những cái tác phẩm quý về quê hương Gia Bình cùng với YouTube Đức Huy và để truyền tải cho những người yêu cây đến giây phút này là rất đông quý khách gần xa đến tham quan và ủng hộ những chia sẻ về nền cây cảnh của Việt Nam cũng như là riêng của Gia Bình này là thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng. Cảm ơn anh và sẽ chúc cho các anh sẽ năm sau nhỉ? Vâng. Lại làm một cái cuộc như này và hơn thế này như cố hơn gắng thế này nữa. Sẽ đẹp hơn. Dạ vâng. Cố gắng. Rồi, chân thành cảm ơn ban tổ chức nhé. Cảm ơn các anh. Vâng. Một tác phẩm trực ở giữa của anh Thời Gỗ. Cái trực này cũng rất đẹp quý vị ạ. Và hai bên là anh chơi theo bộ quý vị ạ, bộ 3. Hai bên là hai cây long. Một tác phẩm ổi vô cùng đẹp quý vị ơi. Và tác phẩm ổi nghệ thuật. Bài rất rất nghệ thuật quý vị. Em chào anh Chính, đây mới là anh Chính quý vị ạ. Vâng, em chào anh Chính nhá. Chào anh. Cũng hôm nay cũng là ngày bế mạc của triển lãm rồi. Thì em ghi nhận cái mọi người cảm nhận được những cái cây cảnh đem lại cho triển lãm cây cảnh ở Gia Bình, đem lại cho mọi người rất nhiều cái giá trị. Và đây cái đây là cái cuộc triển lãm thành công ngoài mong đợi của các anh nhỉ. Vâng, báo cáo với chỗ em Huy với cả anh em chơi cây trên toàn quốc. Thứ nhất là tôi qua kênh YouTube của em Huy, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã đồng hành với chúng tôi tổ chức ra một cái sân triển lãm của Gia Bình lần thứ nhất hiện tại. Dạ. Thực ra là cũng vì có anh em thì mới có cái sân chơi coi như là như thế này, đúng không? Sân triển lãm như này. Không biết nói gì hơn, chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Vâng. Đã đồng hành cùng ban tổ chức để tổ chức ra một cái cuộc chơi để thúc đẩy cái phong trào đưa cái lần cây cảnh bonsai của miền Bắc nói chung, nói riêng và toàn quốc của Việt Nam nói chung càng ngày càng phát triển. Vâng. Chúc tất cả mọi người chơi cái môn nghệ thuật bonsai càng ngày càng phát triển. Vâng. Xin chân thành cảm ơn.
Em cũng thay mặt quý vị yêu cây cảm ơn ban tổ chức triển lãm Gia Bình, đặc biệt là hai anh Chính và anh Tuấn đã góp công lớn để tổ chức nên cái cuộc triển lãm rất ý nghĩa này. Xin thành cảm ơn các anh nhé. Anh cảm ơn Huy đã bớt chút thời gian rất vất vả đi đường xa về đưa cái truyền thông lên để anh em trên toàn quốc và tất cả anh em chơi cây được biết đến quê hương Gia Bình, quê hương của Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh. Và em cũng nóng lòng muốn ghi lại cái thước phim toàn cảnh, bởi vì là chỉ một ít phút nữa là các nhà vườn sẽ chuyển cây về vườn, nên là không còn được ngắm những cái dàn cây nghệ thuật này nữa. Thực ra qua cả hai ngày nhận cây là 12 ngày, nhưng tôi cảm thấy rất là nhanh. Quá nhanh đúng không? Rồi, ok anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Chào anh. Hai anh đang tư duy cái gì đấy? Chào anh. Chào anh em nhá. Anh đang bàn bạc tư duy của con của Bắc Lượng. À, đang tư duy cái này à? Thế à? Giữ lại Gia Bình đi anh. Muốn giữ lắm nhưng mà không giữ được. À, không giữ được. Không giữ được. Giờ thì một người không giữ được hai người không thì 5 người khiêng. Cộng tác viên. Vâng. Đây quý vị này, một người bê này, cái tác phẩm một người bê lặng. Nhìn ná điện vẫn sướng nhỉ. Một người bê lặng. Mà các anh bảo các anh không khiêng được. Nó lặng đô quý vị ạ. Lý do là lặng đô, không khiêng được. Trọng lượng tỷ lệ ngược với giá trị. Đó là những cái tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm quý quý vị ạ. Những cái giá trị nghệ thuật, giá trị cao và nghệ thuật thì đi đôi với cái giá trị kinh tế. Quý vị hãy chăm lo cho tạo tác những cái tác phẩm có những để có những cái nét nghệ thuật đỉnh cao. Những cái đỉnh cao là những cái kết tinh của rất nhiều những cái tinh hoa. Có những cái tâm huyết của nghệ nhân, những cái trí tuệ của nghệ nhân bên cạnh những cái thiên nhiên tác động thêm, và rất nhiều cái yếu tố nhỏ nữa để kết thành những cái tác phẩm quý. Đơn cử như là yếu tố chất liệu phôi quý vân vân rất nhiều. Quan trọng nhất là cái trí tuệ của nghệ nhân. Chỉ có nghệ nhân mới làm ra những tác phẩm quý. Nếu dựa vào thiên nhiên thì 1.000 cây chắc chỉ có một cây thôi. Nên là chúng ta, các nghệ nhân không ngừng sáng tạo để tìm ra những cái tác phẩm độc đáo. Và những sáng tạo không ngừng nghỉ đó sẽ là cái thành quả vô cùng lớn mà cây cảnh đem lại cho chúng ta. Anh Đồng ơi, em chào anh Đồng. Xin chào. Bắt tay anh cái nào. Lúc này đẹp trai thế nhỉ? Anh vẫn thế, hôm nay chúng lên anh nhé. Vâng, ok anh. Đẹp dai khoai lại to à? Đẹp dai khoai to à? Đúng rồi. Em lên thằng Dương, ngồi với thằng Dương này, đôi này này. Em lại cho tôi tặng anh trọng. Không lấy trọng. Rồi, 200 thì không trọng. Đây là một đôi trực hoành quý vị nhé. Một đôi trực trực huyền. Đây các ban tổ chức ghi, các chủ nhân ghi là trực quyền. Đây.
Chào anh. Chào anh. Đây em ghi luôn cho. À, ghi luôn cho anh gửi cho. Chào em Đức Huy nhá. Chào anh nhá. Hôm nay là ngày bế mạc. Các anh đến dự bế mạc và mang những tác phẩm về vườn. Đấy là sau 12 ngày mà lá nó lên tốt tốt quá thế này. Đồng sợ vạn lượng là vạn thì bắt đèn này. Đang đang bắt đèn ban tổ chức là sao lại trăm cây nó lại khỏe thế này, nó lại đẹp thế này. Lại về phải làm nữa mà. Đáng cái này là không phải làm. Nếu đợt sau có tổ chức thì mang xuống sớm hơn. Tôi cũng chia sẻ bonsai Đức Huy này, vừa rồi là cũng được anh em Gia Bình mời tham dự cái triển lãm của Gia Bình. Và hôm nay là ngày bế mạc của cuộc triển lãm. Và nhưng mà phải nói là mình là một người đam mê cái cảnh, mang cây cảnh đến với lại anh em Gia Bình tham gia cái triển lãm này, cảm thấy rất chi là xúc động, rất chi là vui mừng và rất chi là phấn khởi. Phấn khởi và yên tâm đúng không? Đấy, thứ nhất là anh em Gia Bình là rất chi là nhiệt tình, nhiệt huyết. Đấy, thứ hai là anh em Gia Bình là phải nói là cái phong trào mà thúc đẩy cái phong trào ở Gia Bình qua cuộc triển lãm này nó rất là ý nghĩa. Đấy, anh em thậm chí có những ngày 200 đến 300 lượt khách đến tham quan. Thế thì mình là người có tác phẩm mang đến đây để tham gia cùng với anh em cũng cảm thấy rất chi là phấn khởi, và cũng xin chúc mừng anh em Gia Bình tổ chức của triển lãm thành công tốt đẹp. Rồi. Rồi. Đây là Bonsai Đức Huy xin chúc mừng vì tất cả nhá. Như kiều ba chân. Vâng. Ok các anh nhá. Thế thì đặc biệt là Gia Bình đợt này lại tổ chức lại có những cái mà nó lại sâu sắc hơn một số đơn vị tổ chức. Là khi mà làm khai mạc là rất chi là long trọng hoành tráng rồi, nhưng đặc biệt hôm nay lại anh em Gia Bình lại tổ chức một cái cuộc bế mạc tiệc nhẹ rất chi là long trọng. À, thế à? Vâng. Thế vâng. Mình cảm thấy rằng một người mang cây đến đây mà đến lúc chia tay triển lãm này là cảm thấy nó rất chi là ấm áp. Vâng. Rất ấm áp, rất tình cảm. Vâng. Đấy là những cái lời ghi nhận cũng như cảm nhận của anh Lượng. Anh Lượng cũng là cái các quý khách về dự với triển lãm và mang những tác phẩm về dự triển lãm. Có đôi lời ghi nhận và cảm nhận. Anh Sang mới đến, anh Sang ơi. Rồi, ok, chào mừng anh vừa đến, nghe tin ở Gia Bình hôm nay bế mạc cho chuyển cây và mà phải đến sớm đã. Vâng. Hôm nào mang cây và đấy, kính thưa quý vị, đã sắp đến giờ rồi, giờ bế mạc quý vị nhé. Thưa quý vị, một cái dàn trước mắt quý vị. Rồi, mời các anh nhìn đây cho em nhá. Anh lưu lại một cái tấm ảnh để làm kỷ niệm tại triển lãm Gia Bình. Cười tươi đấy anh Sang ơi. Ok. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ cho quý vị toàn cảnh triển lãm Gia Bình. Bonsai Đức Huy thước phim này xin phép được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.